Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu này để cử hành thánh lễ lá khởi đầu cho tuần thánh, để chúng ta cử hành và tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta nghe bài thương khó khá là dài và có lẽ chúng ta cũng mỏi chân, phải không? Đứng có thể chùn chân lại một số các cụ ông bà mà yếu thì mỏi chân. Mà thiếu nhi có mỏi chân không? Có. Vào đấy chúng ta đi tham dự một cuộc rước rất là vui vẻ, sống động, sốt sáng, vào tay cầm lá cầm đèn, rồi chúng ta vui mừng hân hoan để đi đón Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem. Nhưng mà chỉ một lúc thôi, chúng ta đứng, chúng ta nghe bài thương khó lại cảm thấy chùn chân. Và điều đó cho chúng ta thấy được rằng là trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi nó có những cái sự đối kháng, nhiều khi nó có những cái sự đối lập lẫn nhau ngay trong đời sống của mình. Chỉ lúc trước chúng ta đang vui mừng hớn hở để chúng ta thực hiện cuộc rước, nhưng mà sau khi nghe bài thương khó thì chúng ta lại thấy được một cái tâm tình hoàn toàn khác. Cuộc rước diễn tả sự vui mừng và nồng nhiệt. Dân Do Thái đón Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem. Thiếu nhi Do Thái tay cầm ngành lá trên tay, cầm hoa tung bay để đón chào Vua Giêsu. Rồi dân chúng nhiều người cởi áo lấy cành lá lót trên đường để hò vang dậy cho đón mừng vị vua uy linh cao cả vào thành. Ấy vậy nhưng khi chúng ta lắng nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay, và đặc biệt đó là bài thương khó, chúng ta cảm thấy và chúng ta nhận ra có một cái sự tương phản, một cái sự đối lập, một cái sự mâu thuẫn, và đặc biệt hơn đó chính là một cái thái độ thay đổi của lòng người, mà như chúng ta thường nói là thay trắng đổi đen. Cái sự thương phản mà chúng ta được lắng nghe, nó được thay đổi từ chính lòng dạ của con người, từ chính trái tim của con người chúng ta, từ những suy nghĩ cho đến lời nói và những hành động, tất cả đều thay đổi. Cái sự tương phản thứ nhất mà chúng ta gặp thấy trong bài tin mừng hôm nay, đó chính là thái độ của dân Do Thái. Chỉ mấy ngày trước thôi, và cũng như chúng ta vừa cùng nhau hò hát vang dội để chúng ta đón mừng một vị vua vào thành Jerusalem. Ấy vậy nhưng chỉ sau mấy ngày thôi, họ cũng hô hét, cũng vang dội, nhưng không còn là một sự vui mừng để đón chào một vị vua, mà họ đã hô lên đóng đinh nó vào thập giá. Một sự thay đổi ngoạn mục, một sự thay đổi 180 độ lòng dạ của con người, chúng ta thấy quả thật là rất là buồn cho lòng dạ con người của chúng ta. Rồi không chỉ dừng lại ở những người dân thường, mà ngay trong các môn đệ chúng ta cũng thấy Phêrô là vị tông đồ đầu đoàn. Trước đây Ngài đã từng tuyên xưng rằng Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Rồi khi Chúa Giêsu quả quyết Ngài phải lên Jerusalem chịu chết, thì Chúa ông Thánh Phêrô đã khẳng khái rằng dù có phải chết với Thầy, chúng con cũng quyết định không bỏ Thầy, mà quyết định đi theo Thầy dù có phải chết. Ấy vậy nhưng mà chúng ta nghe trong bài thương khó, chỉ một người đầy tớ gái thôi, nó đứng ở cổng nó nói là cả bác này cũng thuộc bọn đó. Chỉ một câu nói nhỏ như vậy thôi thì chúng ta thấy ông Phêrô đã làm sao? Khẳng khái, tôi không biết người ấy là ai. Đấy. Từ một chỗ đang mạnh mẽ theo Chúa Giêsu mà bây giờ một tên đầy tớ, một đứa tớ gái nó nói một câu như vậy thôi, thì ngay lập tức ông đã từ chối, ông đã chối phắt, mình không phải là đầy tớ của Giêsu. Rồi chúng ta để ý ông Giuđa, một người đầy tớ, một người môn đệ cũng được Chúa Giêsu tin tưởng và cả nhóm tin tưởng đặt cho làm thủ quỹ của nhóm. Rồi cũng là một môn đệ có thể nói là cũng sốt sáng.
Ấy vậy nhưng mà chỉ vì kinh tế, chỉ vì đồng tiền mà đã sẵn sàng phản bội chống lại Thầy, đã sẵn sàng bán lại Thầy với giá của một người nô lệ. Chỉ một chốc lát thôi. Rồi chúng ta thấy là chính Giuđa là người đã sử dụng cái hôn. Cái hôn là cái mà con người của chúng ta thể hiện cái tình cảm yêu thương nhau trong vấn đề chào hỏi, trong vấn đề thể hiện cái tình cảm của chúng ta với nhau. Ấy vậy mà Giuđa đã dùng chính cái đó để mà phản bội lại Thầy. Thì chúng ta thấy một cái sự tương phản, một cái sự đối lập nó thể hiện ra ngay trong đời sống của những người môn đệ. Rồi không dừng lại ở đó mà chúng ta còn thấy được sự tương phản được thể hiện rất rõ ràng ở nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội của thời Do Thái bấy giờ. Lòng dạ họ đã đổi thay, lòng dạ họ trở nên cứng ngắc. Họ không còn tin tưởng vào nơi một thầy chí thánh, một thầy Giê-xu nữa, mà họ đã tìm cách chống đối và tìm cách để tố cáo và lên án giết Ngài. Đó chính là những cái sự tương phản mà chúng ta thấy được ở nơi lòng dạ con người chúng ta. Nhưng mà với Đức Giê-xu thì hoàn toàn khác. Hôm nay chúng ta cử hành cuộc rước, chúng ta cử hành thánh lễ và chúng ta đọc kinh nguyện ngắm. Ấy vậy nhưng mà biết đâu rằng ngày mai chúng ta cũng có thể chối Chúa, ngày mai chúng ta cũng có thể hò vang dậy để lên án đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúng ta cũng có thể hùa theo với những người lãnh đạo Do Thái để rồi chúng ta lên án, chúng ta xử tử chính Chúa của chúng ta. Sự tương phản ở nơi chúng ta, có thể hôm nay chúng ta vào tòa xưng tội, nhưng mà ngày mai biết đâu tôi và cộng đoàn chúng ta sẵn sàng lại tiếp tục sa ngã phạm tội thì sao? Rồi sự tương phản ấy nó cũng được thể hiện có thể ngay trong giờ phút này. Cộng đoàn chúng ta cử hành cuộc rước sốt sáng, thánh lễ đông đủ, nhưng mà có thể chúng ta đọc kinh to, hát lớn, nhưng mà có thể ra nhà thờ chúng ta còn cãi nhau nhiều hơn, chúng ta còn chửi nhau nhiều hơn và thậm chí còn to hơn cả đọc kinh nữa thì sao? Vẫn có thể xảy ra như vậy. Và biết đâu rằng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có lúc tuyệt vọng như Giuđa. Chúng ta cũng đã từng ham hố lợi lộc, tiền tài, danh vọng và địa vị, để rồi chúng ta đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta bỏ Chúa và chúng ta cũng có lúc ở lì trong tội lỗi, chúng ta ở trong vũng tội của chúng ta, để rồi chúng ta ngại ngần đi xưng tội. Có thể 1, 2, 3 cho đến 10 năm mà chúng ta không chạy đến với tòa cáo giải thì sao? Đó cũng là sự tương phản chính cuộc đời của chúng ta. Và tất cả đối lập lại cái sự tương phản của loài người, của các môn đệ, của dân Do Thái, của những nhà lãnh đạo và của mỗi người chúng ta, thì chúng ta thấy đó chính là sự thể hiện cái tình yêu của vua Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Dù dân phản bội nhưng Ngài vẫn yêu thương, dù chúng ta sa ngã phạm tội Ngài vẫn tha thứ. Và vì vậy Chúa Giê-xu chính là vua của tình yêu. Dù họ kết án Ngài nhưng Ngài vẫn tha thứ, dù đội mạo gai, xỉ vả, nhổ nước bọt, tìm đủ mọi thứ để xỉ vả Ngài, nhưng Ngài vẫn làm thinh để tha thứ cho họ. Dù họ đóng đinh Ngài vào thập giá, Ngài không một lời phản bác, Ngài không một lời để từ chối. Và hơn nữa, chúng ta còn thấy để thể hiện cái sự đối lập ấy, Ngài còn cầu nguyện với Chúa Cha tha thứ cho họ. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta dâng thánh lễ lá hôm nay để rồi chúng ta cũng tưởng niệm lại cuộc vào thành thánh Jerusalem của Chúa Giê-xu. Nhưng mà cuộc vào thành không phải như dân Do Thái tung hô Ngài là vua, nhưng để thể hiện chính tình yêu thương của Ngài. Tình yêu thương ấy đã đẩy đến tột cùng của tình yêu, đó chính là sự chết. Ngài đã chết cho mỗi người chúng ta, để rồi Ngài lại phục sinh đem lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Vì thế kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dâng thánh lễ này chúng ta tạ ơn Chúa, Ngài đã đến, đã chịu chết, hy sinh để cho chúng ta được sống, để chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa.
chớ gì chúng ta noi gương Ngài để chúng ta cũng thể hiện tình yêu của chúng ta trong đời sống hàng ngày, nhất là với anh chị em đang gặp đau khổ, với những người thân nghĩa thiết của chúng ta, những người sống bên cạnh chúng ta, những người sống cùng giáo xứ, cùng làng xóm, cùng xã hội với chúng ta. Và ước gì tất cả những điều đó cũng trở nên một tình yêu của Kitô được lan tỏa khắp mọi nơi trong cuộc sống này. Đặc biệt qua tuần thánh này, chúng ta xin Chúa ban ơn, nâng đỡ và chúc lành cho chúng ta để tình yêu ấy được lan tỏa khắp nơi. Chúng ta xin Chúa ban ơn và chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.